chiều 4 tháng 11, đoạn clip ghi lại tình huống một nam thanh niên liều lĩnh cũng túi đồ trên chiếc xe máy dựng giữa đường rồi phóng đi mất được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao. Được biết, sự việc trên xảy ra tại Hà Nội vào khoảng 15:30 cùng ngày. Theo đó, nội dung đoạn clip cho thấy hình ảnh một chiếc xe máy được dựng trước cửa nhà dân, ngay giữa đường đúng vị trí các phương tiện đang lưu thông qua lại. Phía trước xe có đặt chiếc mũ bảo hiểm và nhiều túi đồ xếp chồng lên nhau khá cồng kềnh. Đúng lúc này một nam thanh niên đi xe máy ngang qua. Thấy chiếc xe máy dựng giữa đường không ai trông giữ, anh này ngó vào ngôi nhà quan sát rồi sau đó một lúc đã quay trở lại vị trí chiếc xe để trộm cắp. Đầu tiên thanh niên này nhấc chiếc mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, sau đó lần lượt lấy đi hai túi đồ rồi phóng xe chạy mất. Trong suốt thời gian thanh niên này trộm túi, chủ chiếc xe máy không hề phát hiện sự việc. Đoạn clip trên được đăng tải khiến dân tình bức xúc, chỉ trích gay gắt hành vi trộm cắp trắng trợn giữa ban ngày của nam thanh niên. Tuy nhiên số đông cũng tỏ ra khó hiểu khi chủ chiếc xe máy lại dừng đổ phương tiện quá chủ quan, bất cẩn. Chị quận mời bức xúc, thanh niên sức dài dai rộng, nhìn cũng không phải nghèo gì thế mà không chịu làm ăn lại còn đi trộm cắp. Lúc đi ngang qua cái xe lần đầu nó ngó nhìn vào căn nhà là biết nó có âm mưu ngay từ lúc đó rồi. Thanh niên gì chán thế, giờ ở đâu chẳng có camera, nhất là ở thủ đô thế này vậy mà ngang nhiên trộm cắp. Mà anh chị nào dựng cái xe chỗ đấy cũng chủ quan lắm cơ, dựng giữa đường rồi chẳng trông coi gì anh tờ. Tờ viết. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ trên.